chổi chuyên vệ sinh keo trên CPU. Thì đây là một con A12, mình vệ sinh keo bằng chổi. Mình để lên đến nhiệt để khoảng 180-190, cứ vậy là quét thôi. Nếu mà dày quá mình muốn nó nhanh thì mình có thể dùng cái tăm mình cạo sơ nó cái, rồi dùng chổi mình quét. Cái điều rất là quan trọng là cái chổi này khi mà mình quét trên mặt IC không gây ra xước cái lớp sơn trên mặt IC và không gây ra mẻ các cái con IC kính. Hàng này mình có sẵn tại số 300 Ngô Quyền, phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, và đây là cái thành quả sau khi mình vệ sinh xong và mình xì chì. Đây là hình dạng của cái chổi mình phóng lớn lên trên cái camera trên màn hình. Một bộ có 2 cây nhé.